Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa, tiếp nhận các trường hợp sinh khó, thai kỳ bệnh lý từ các bệnh viện khác chuyển đến, trong đó 70% trường hợp là từ các tỉnh thành phía Nam. Hàng năm có khoảng 6.000 đến 7.000 trường hợp sinh non, nhẹ cân được chăm sóc tại khoa sơ sinh của bệnh viện. Do đa số các bà mẹ ở tỉnh xa không có điều kiện gửi sữa mẹ cho con, nên chỉ có khoảng 30% trẻ đang điều trị tại khoa được nuôi bằng sữa mẹ. Việc thiếu sữa mẹ khiến cho nhiều trẻ bị viêm ruột hoại tử. Bệnh lý này có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề như thủng ruột, viêm phúc mạc, phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hoại tử. Trẻ sẽ phải chịu nhiều biến chứng của phẫu thuật như nhiễm khuẩn, kém hấp thu và thậm chí tử vong. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chứng minh rằng sữa mẹ thanh trùng có thể giúp làm giảm tỷ lệ viêm ruột hoại tử 3 lần so với sử dụng sữa công thức. Sữa mẹ thanh trùng ngoài cái chuyện mà giúp em bé phòng ngừa được cái bệnh lý viêm ruột hoại tử còn có thể giúp giảm được 19% tỷ lệ nhiễm trùng sơ sinh, rút ngắn được cái thời gian em bé phải truyền dịch để nuôi dưỡng, rút ngắn được là 10 ngày cũng như là rút ngắn được 15 ngày điều trị tại bệnh viện. Làm mẹ thì nói chung là tình thương con rất là nhiều, mà con ấy nó muốn con khỏe mạnh thì phải có sữa mẹ. Thì sữa mẹ rất là quan trọng với bé, nên là em cũng muốn là sữa của em ấy con giúp cho các bé mà không có được sữa mẹ được khỏe mạnh và về với bố mẹ sớm. Ngân hàng sữa mẹ sẽ là cầu nối yêu thương để những giọt sữa mẹ quý giá từ những bà mẹ giàu lòng nhân ái đến được với những em bé sinh non yếu ớt, giúp cứu sống các em bé thiếu may mắn này. Khi biết chúng tôi có cái ý tưởng mà thành lập ngân hàng sữa mẹ thôi, đã có rất là nhiều sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên của Bộ Y tế, của Sở Y tế, của thành phố, rồi của các đồng nghiệp, và đặc biệt là chúng tôi có được sự quan tâm của cộng đồng. Rất nhiều người mong muốn rằng là ngân hàng sữa mẹ khi thành lập họ sẵn sàng tìm nguồn sữa để mà hiến tặng cho ngân hàng sữa mẹ, để làm sao có được cái tốt nhất cho các em bé mà không có được cái nguồn sữa đó. Đồng thời thì chúng tôi cũng rất là may mắn có một cái tổ chức quốc tế đồng hành, tổ chức phi chính phủ Alive and Thrive. Đây là một cái tổ chức thì họ kêu gọi cái nguồn tài trợ từ quốc tế, và đặc biệt trong cái chương trình ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện Từ Dũ thì họ kêu gọi nguồn tài trợ từ Ireland. Và họ là một người bạn đồng hành và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập ngân hàng sữa mẹ ở khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy thì với những cái yếu tố thuận lợi đó, và cũng như cái mục đích, cái quyết tâm cũng như sự ủng hộ động viên của tất cả các cái đơn vị và kể cả cộng đồng, thì ngày hôm nay ngân hàng sữa mẹ của chúng tôi ra đời. Đó là một cái niềm tự hào, và đó cũng là cái niềm mong mỏi của cả một bệnh viện Từ Dũ, của cả ngành y tế và của cả cộng đồng. Tiêu chí hoạt động của ngân hàng sữa mẹ là an toàn, chất lượng, phi lợi nhuận. Nguồn sữa hiến tặng cho ngân hàng sữa mẹ được sàng lọc để đảm bảo không có mầm bệnh. Sữa mẹ thô sẽ được thanh trùng bằng máy và xét nghiệm kiểm tra. Khi cả hai xét nghiệm trước thanh trùng sữa và sau thanh trùng sữa đạt chất lượng, thì sữa mẹ thanh trùng mới được dùng cho trẻ sinh non. Mọi công đoạn đều được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn và theo quy trình chuẩn được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự ra đời của ngân hàng sữa mẹ được kỳ vọng là chiếc phao cứu sinh cho nhóm trẻ không có cơ hội tiếp cận với nguồn sữa mẹ, đặc biệt là trẻ sinh non.